Cho dù góc quay cận cảnh gần đến mức này, nhưng tôi nghĩ đa số mọi người sẽ không tìm ra cái bánh đó. Nhưng thí sinh ở trường quay sẽ gặp khó khăn hơn chúng ta, bởi vì bọn họ không chỉ quan sát ở khoảng cách hơn 2,5 mét. Hơn nữa ánh sáng ở trường quay cũng ảnh hưởng đến phán đoán. Đã hết 20 giây, 4 thợ làm bánh đã có câu trả lời. Tiếp theo là phần biểu diễn cắt dao của MC Mickey. Đầu tiên phải kiểm chứng đầu đĩa DVD do anh Crash chọn. Được rồi, anh Crash lại chọn sai, có lẽ do không đứng gần. Tiếp theo là máy cassette do 3 thợ làm bánh còn lại chọn. Thứ này hẳn các em sinh sau năm 2000 vẫn chưa thấy qua. Lý do mà họ đưa ra là tay cầm và cái loa nhìn rất thô. Vậy thì để Mickey cho chúng ta biết đáp án. Hay quá, đây là bánh kem. Không biết các khán giả xem chương trình này đã chọn đúng chưa? Miko, người trả lời nhanh nhất, có được quyền ưu tiên. Anh ta không do dự mà chọn ngay đầu thu. Còn Copterius thì chọn máy Workman. Cho nên Elizabeth, người ban đầu chọn đầu thu, đành phải chọn đôi giày Martin. Sau cùng anh Crash chọn ngay danh bạ và điện thoại đời cũ. Tiếp theo là quá trình làm bánh dài 8 tiếng. Bởi vì có vài người muốn xem phần này, nên lần này sẽ không xuyên không. Tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về mùi vị bánh kem mà họ làm. Đầu tiên là bánh hình giày Martin của Elizabeth. Cô ấy muốn làm bánh có vị vani, nguyên liệu có bánh quy, đường nâu, cùng với kem bơ và kem phô mai quế, còn có chuối Foster và nhân hồ đáo. Còn đây là bánh kem hình Workman mà Copterius làm. Anh ấy muốn làm bánh có vị bánh quy và vani, nguyên liệu có kem bơ và hỗn hợp sô-cô-la. Sau đó là bánh kem của Crash. Anh ta cũng muốn làm bánh vị vani, nguyên liệu gồm có hỗn hợp sô-cô-la đen, vụn sô-cô-la hạt dẻ. Đây là một bánh kem rất mịn và thơm. Cuối cùng là bánh kem hình đầu thu của Miko. Anh ta muốn làm bánh kem vị calamansi, nguyên liệu gồm có nhân dừa, kem bơ vị calamansi. Calamansi là một loại chanh chua rất nồng của Philippines, nhưng khi trộn với đường sẽ trở nên rất ngọt. Vậy là 8 tiếng đã trôi qua rất nhanh. Tiếp theo là lúc nộp tác phẩm. Nếu bánh kem của họ có thể lừa được 3 vị giám khảo này, vậy thì có cơ hội giành được giải thưởng 10.000 đô. Nếu không thì có thể bị loại. Đầu tiên là Miko và Copterius. Giám khảo có 20 giây để quan sát. Theo tiếng hiệu của Mickey, các khán giả đang xem chương trình này cùng tìm với chúng tôi nhé. Chắc là các bạn đã có đáp án, nhưng đừng vội, tiếp tục xem nhóm đồ thứ hai. Nói thật, nếu dưới góc quay cận cảnh thế này mà không tìm được cái bánh kem đó, thì chúng ta nên cho chúng ta vài tát rồi. 20 giây trôi qua rất nhanh, sau một hồi bàn bạc các giám khảo đã có câu trả lời. Họ chọn số 2 và số 5, đây là lúc Mickey biểu diễn. Đầu tiên là kiểm tra đầu thu của Miko, lý do ban giám khảo đưa ra hai đầu thu kia đều có lớp nhám. Còn số 5 thì lại là lớp bóng, vậy thì để Mickey cho các bạn biết đáp án. Được rồi, lần này ban giám khảo phân tích khá đúng, cho nên Miko đành gượng cười thôi. Tiếp theo là kiểm tra máy Workman, ban giám khảo đưa ra lý do là bề mặt là Fondant. Anh chàng Copterius 18 tuổi nghe xong liền sụ mặt, cho dù rất mất mặt nhưng cũng phải đối mặt. Được rồi, nhát dao thật mịn, sự thật cho thấy hôm nay ban giám khảo có chút lợi hại. Không biết các bạn đã đoán đúng chưa? Tiếp theo là vòng thứ hai, cùng một quy định cùng một thời gian. Xin mời các bạn khán giả ngồi trước màn hình cùng chúng tôi kiểm tra nhé. Đôi giày Martin số 1 trông có vẻ kỳ lạ, còn đôi giày số 3 thì lại rất mới. Giày Martin số 5 có vẻ hơi thấp, hơn nữa màu sắc còn hơi tối. Tiếp theo là điện thoại đời cũ số 2, dây điện thoại này quá lộ liễu rồi, còn cố ý đặt xuống bàn. Không biết là bẫy hay là sơ suất, điện thoại số 4 và 6 đều ở tư thế đứng, cho nên các bạn sẽ chọn thế nào? 20 giây trôi qua rất nhanh, sau một hồi bàn bạc các giám khảo lại để lỡ thời gian trả lời, có nghĩa là nhóm bánh bao này đã lừa được họ, cho nên Elizabeth và Grace đã thuận lợi vào vòng trong. Nhưng để kiểm chứng món đồ mà các bạn đã xem chương trình đã chọn, Mickey vẫn phải lấy dao ra. Đầu tiên là đôi giày Martin số 1, đúng rồi, không phải bánh kem. Tiếp theo là số 3, đúng rồi, đây mới là bánh kem. Các bạn thấy bất ngờ không? Không thể phủ nhận bánh kem giày này làm rất giống, hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Tiếp theo là kiểm tra điện thoại của anh Crash. Thật ra số 6 mới là bánh kem. Các bạn đã chọn đúng không? Bởi vì bọn họ đã lừa được ban giám khảo, cho nên người thắng cuộc hôm nay chỉ có thể dựa vào mùi vị. Sau khi nếm thử, ba giám khảo cho rằng bánh kem của Elizabeth ngon hơn, có được tiền thưởng 5.000 đô, đồng thời còn có cơ hội nhân đôi tiền thưởng. Nhưng trước đó phải thông báo người bị loại, chính là anh chàng Copterius 18 tuổi. Hết cách rồi, cho dù anh ta rất thích làm bánh, nhưng anh ta còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Tiếp theo là vòng nhân đôi tiền thưởng dành cho người đứng đầu. Quy định vẫn như trước, đồ vật trên hai trụ có một món thật, một món giả. Chỉ cần tìm được bánh kem thì có thể nhân đôi tiền thưởng. Nhưng thời gian chỉ có 15 giây, các bạn đang ngồi trước màn hình hãy nhìn thêm lần nữa xem có thể nhìn ra sơ hở không? . 15 giây đã hết, dưới sự hối thúc của MC Elizabeth đã chọn số 1. Lý do của cô ấy là trực giác của phụ nữ, bởi vì đứng quá xa, nên những người ở trường quay không thể nhìn được chi tiết như chúng ta. Để xem kết quả có chính xác không nhé. Đây không phải là bánh kem, mà là một cái túi thật sự. Đáng tiếc khi Elizabeth là thí sinh duy nhất trong 4 tập đầu của mùa 2. không thể nhân đôi tiền thưởng, cho nên tiền thưởng 5.000 đô sẽ được gộp lại cho tập sau. Các bạn có nhìn ra sơ hở không? Được rồi, đây là toàn bộ nội dung của 4 tập chương trình bánh kem thật giả mùa 2. Trải qua 4 vòng thi đấu căng thẳng tàn khốc, 10 thợ làm bánh chỉ còn lại 6 người. Sự cạnh tranh sẽ càng lúc càng khắc nghiệt. Theo tiếng hiệu của Mickey, vòng đấu lại bắt đầu. Trường quay dã ngoại trước mặt có một món là bánh kem. 6 thợ làm bánh chỉ có 20 giây để phân biệt thật giả. 3 người có được đáp án nhanh nhất sẽ tham gia vòng đấu lại lần này. Các khán giả trước màn hình hãy cùng tham gia với chúng tôi nhé. Nói nhỏ nhé, bánh kem trong tập này cho dù là do tổ tiết mục làm hay của thí sinh đều rất khó đoán, cho nên tôi nghĩ các bạn sẽ không tìm ra đâu. Cho dù là quay cận cảnh, 20 giây trôi qua rất nhanh. 6 thợ làm bánh đã đưa ra đáp án trong tâm trạng bán tín bán nghi. Tiếp theo là màn biểu diễn với dao của Mickey.